minh hải miền đông xin kính chào quý vị và các bạn hôm nay tôi lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện đau lòng xót xa đã xảy ra giữa hai vợ chồng trong một gia đình tôi mong rằng cô chú anh chị lắng nghe chi tiết về câu chuyện này và trước khi bước vào câu chuyện tôi không quên gửi tới quý vị các bạn gần xa trong và ngoài nước một lời chúc bình an vui khỏe hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống Giờ đây kính mời quý vị lắng nghe chi tiết câu chuyện này Hai giờ đêm một mình ra nghĩa trang với ánh đèn binh lập lờ Khiến Hùng cứ ghê ghê Vừa đến mộ của vợ Hùng đã ngã sắp mặt rung rẩy Khi thấy mộ vợ bị đào lên Còn con bốp Thì vẫn nằm đó Nhưng bên trong quan tài Thì Đang khỏe mạnh bình thường không sao Bỗng dưng lê đổ bệnh ốm nặng rồi qua đời Không lâu sau đó Cái chết của lê Là sự mất mát đau xót với bố con Hùng Từ ngày vợ mất bữa cơm dọn ra Nhưng không ai ăn nổi được vì nhớ vợ, nhớ mẹ Đến con bốp, con chó cưng của Lê cũng bỏ bữa Mặt buồn rìu rợi Từ ngày vợ mất đến giờ cũng được một tuần rồi Gần một tuần nay Con bốp cứ 9 giờ tối là bỏ nhà ra nghĩa tang nằm bên mộ của vợ Rên ư ử đến sáng mới về Nghĩ nó xót chủ Muốn canh cho vợ ngủ nên ra Thì Hùng không cấm Chích nó lại thế Nhưng lại có một điều khiến anh thấy lạ Lần nào ra mộ vợ Con chó cũng lẻn vào phòng Tha đi một chiếc bao Rồi về nhà tay không Không hiểu nó mang thứ đó ra mộ vợ làm gì Hùng cũng kệ Thôi nhưng đến một ngày Đêm đó Hùng nằm trần trọc mãi Không ngủ được vì nhớ vợ Dậy hút thuốc thở dài mãi Trời cũng chưa sáng nghĩ đến con chó chiều nay bị ốm hùng lại khoác áo mang ra mộ ra bắt nó về kẻo cảm lạnh hai giờ đêm một mình ra nghĩa trang với ánh đèn binh lập lở khiến hùng cứ ghê ghê vừa đến mộ vợ hùng đã ngã sấp mặt run rẩy khi thấy mộ vợ bị đảo lên còn con bốp thì vẫn nằm đó trấn tỉnh lại hùng rón rén tới bên quan tài của vợ bị ai đó khiêng lên Thế nhưng vừa dòm vào Hùng đã tá hỏa Hoảng loạn khi không thấy xác vợ đâu Nghĩ có kẻ nào đó đã cướp mất xác vợ Hùng vừa điên vừa sợ Nhưng đúng lúc đó thì con chó cứ cắn gâu gâu chạy đi Nghĩ nó muốn chỉ cho Hùng cái gì đó Hùng chạy vội theo nó một quãng đường khá xa Nó dừng lại một ngôi nhà nhỏ bên sông mà nhìn Hùng Không hiểu con búp muốn gì hùng thử vào nhà đó gõ cửa xem sao thế nhưng người ra mở cửa khiến hùng sợ hãi không tin vào mắt mình khi đó chính là lê thấy anh cô đóng phụt cửa lại ngay không nói gì mơ hồ khi gặp lại vợ mà rõ ràng vợ đã chết được tuần nay rồi hùng không hiểu đây là người hay là ma nữa lấy hết can đảm anh phá cửa xông vào thì chết sững khi có một người đàn ông bên trong nữa và lê là người chứ không phải là ma hoang mang về chuyện này hùng hỏi lê với ánh mắt vừa giận dữ vừa khó hiểu em giả chết để lừa anh và mọi người ư ừ. hay sao chuyện này có ẩn khúc gì em nói đi anh nói đúng đấy lê đã giả chết để lừa tất cả mọi người tôi và lê yêu nhau cô ấy không muốn làm tổn thương anh nên đã cùng tôi nghĩ ra cách giả chết để được ở bên nhau Giờ thì anh thấy rồi đấy Anh quay về và coi như Lê đã chết đi Hai người ngoại tình với nhau ư Tại sao làm thế với tôi Tôi yêu cô như thế nào hả Lê Em xin lỗi Nhưng anh ấy mới là tình yêu đích thực của em Em không thể rời xa anh ấy được Đừng bắt em quay về bên anh Hãy tác thành cho tụi em Em xin anh hãy vì em một lần duy nhất này đi Tôi không thể Tôi có thể bỏ qua chuyện em giả chết lừa tôi và mọi người Chỉ cần em quay về bên tôi thôi Về đây với anh nhé Anh không thấy nghe thấy gì sao Lê nói không còn yêu anh nữa Tôi sẽ mang lại cho cô ấy hạnh phúc Anh yên tâm đi Các người đã trơ trẽn quá đáng rồi đấy Bất lực khi không thuyết phục được vợ về bên mình Đuổi kẻ thứ ba đi Hùng đau đớn vô cùng Anh rời khỏi căn nhà đó thì con chó cũng chạy theo Ngồi bên anh không kêu gì Lúc sau nó bỏ đi đâu rồi Tha cái bao đã dùng rồi đưa cho anh Nhìn thấy thứ đó Hùng cười khẩy Hiểu ra mỗi đêm con bốp Tha bao ra mộ vợ là để cho vợ dùng Nhìn con bốp mà anh chỉ muốn Đấm cho nó một cái thật đau Nhưng lại thôi Ngước mắt lên trên Nhìn những vị sao sáng Mà sao lòng Hùng thấy đau như vậy anh đã làm gì sai để vợ phải già chết để theo tình nhân chứ tình yêu chân thành anh dành cho vợ vẫn chưa đủ ư hay em cần hơn nữa cái gì gã đó có mà hùng lại không có chứ liệu anh nên vờ như vợ đã chết hay đấu tranh giành lại lê đến cùng không vâng thưa quý vị và các bạn một câu chuyện mà tôi cũng nghĩ đây là một câu chuyện mang một tính cách cũng thấy hơi lạ vợ muốn theo tình nhân rồi giả chết để lừa mọi người và sau cùng cũng chỉ vì một con chó mà anh chồng đã phát hiện ra và tôi cũng mong rằng đây là một câu chuyện để quý vị và các bạn lắng nghe bình luận cũng như là chia sẻ giải trí sau những ngày làm việc mệt nhọc. Trên cuộc sống của chúng ta, chuyện gì rồi cũng có thể xảy ra, phải không các bạn? Thưa mọi người, trong thời gian gần đây, tôi luôn cập nhật, chia sẻ và đọc những câu chuyện trong gia đình, nhất là nói về những cuộc hôn nhân của những đôi vợ chồng đầy cây đắng và ngang trái. Và tôi cũng rất chân thành cảm ơn các bạn trong thời gian dài vừa qua, lúc nào cũng luôn đồng hành, cũng như là đóng góp mọi ý kiến theo dõi, ủng hộ kênh cho tôi. Và tôi sẽ tiếp thu những ý kiến của các bạn để ra những video ngày càng chất lượng hơn và cập nhật chia sẻ đọc những câu chuyện hay hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn Trong thời gian này tiền đất nước Việt Nam của chúng ta xảy ra Dịch Covid-19 rất là phức tạp Tôi cũng mong rằng Chúc cho quý vị cùng gia đình Luôn luôn bình an Không ai vướng vào căn bệnh dịch này cả Và đến đây thì tôi xin chào Hẹn gặp lại quý vị Những video tiếp theo